Các bạn thân mến, không biết là các em đã có mặt ở đây chưa? Bởi vì là ngày hôm nay như đã hứa thì chúng mình sẽ có một cái buổi phát trực tiếp với nhau. Và các bạn hãy nhớ lịch giúp cho chị nhé. Là từ bây giờ thì vào thứ hai hàng tuần chị sẽ cùng phát trực tiếp với các bạn ở trên fanpage Học Văn Chị Hiên. Và chúng mình sẽ có một cái lịch phát trực tiếp cố định như vậy cùng với nhau vào thứ hai hàng tuần nhé. Được không nào? Các bạn thân mến, không biết là các em đã quay trở lại chưa? Nhưng mà như đã hứa thì ngày hôm nay chị sẽ cùng có một cái buổi phát trực tiếp cùng với các bạn. Chúng mình sẽ cùng nhau chữa một cái đề về văn, được không ạ? Và chị hy vọng là các bạn, các em đã có thể lên xem phần livestream này rồi để chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay với nhau nhé. Ok, xin chào các bạn. Hãy nhanh chóng gửi lời chào tới chị nha. Hãy nhớ lịch cố định của chúng mình. Và coi như là một cái lịch mà để chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về văn học với nhau. Bởi vì chị nghĩ rằng là nó sẽ là một cái trải nghiệm rất là thú vị cho chúng ta. Để nếu như mà các bạn đang không có cảm hứng với môn văn, hay là các bạn có cảm hứng với môn văn nhưng mà chưa tìm ra được một cái phương pháp học văn, hoặc là không có ai học cùng cả, thì yên tâm là chị đã đang có mặt ở đây rồi. Nên chị rất mong là các bạn có thể hưởng ứng điều này bằng việc là hãy share những cái phần video clip hữu dụng như thế này về trang cá nhân của mình cùng với chị nhé. Ok không nào? Rồi ok, xin chào Đức Mạnh, xin chào Nguyễn Vàng. Xin chào các bạn. Xin chào Thanh Tùng nhá. Xin chào em. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng làm với nhau một điều khá là khác biệt. Tất nhiên là vẫn là đề số 06. Nhưng mà đề ngày hôm nay thì chị cũng muốn thay đổi một chút xíu, được không ạ? Chị cũng muốn là thay đổi một chút xíu cùng với các bạn. Đó chính là chúng mình sẽ cùng nhau làm đề bài sau đây. Đề bài của chúng mình như sau. Sử dụng những dữ liệu về tác giả để hoàn thành mở bài. Của 5 tác phẩm sau. Của 3 tác phẩm nhé. Được không ạ? Thứ nhất là Người lái đò sông Đà. Thứ hai là Vợ nhặt. Thứ ba là Vợ chồng A Phủ. Ok không? Thôi được rồi, khuyến mại thêm luôn cho các bạn Chiếc thuyền ngoài xa. Và kịch Hồn chương 3, Ra hàng thịt. Hôm nay mà các bạn đang xem phần livestream này thì các bạn sẽ cảm thấy kiểu rất là xịn sò luôn ấy. Xịn sò điểm là chúng ta sẽ có thể học được rất là nhiều tác phẩm cùng một lúc cùng với chị. Mà không phải là bạn nào gọi là may mắn mà bắt được một cái đề như thế này đâu. Được không ạ? Thế nên là chị muốn là các em sẽ theo dõi hết cái phần livestream này. Bởi vì sau khi mà livestream kết thúc thì các bạn sẽ rất là khó để tìm lại cái video clip này. Nên chị mong là cái bài ngày hôm nay với cái đề bài này các bạn có thể thay đổi cái góc nhìn nhận của mình. Và các em có thể linh hoạt hơn trong cái việc chúng ta sử dụng những cái dẫn chứng để chúng ta viết.
Ok chưa ạ? Các bạn ơi, các em có thấy ổn định không ạ? Hello, xin chào Quỳnh Anh, xin chào em. Các bạn có thấy ổn định không? Tại vì là chị thấy một số bạn bình luận vào bảo là tại chị ơi, tại sao mà nó lại lag như vậy? Các em có thấy ổn không ạ? Nếu như ổn thì chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Xin chào Thanh Long, xin chào em. Nhiều bạn là cứ thẳng thốt gọi chị ơi thôi. Được không nào? Đây sẽ là cái đề mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu. Và chị nghĩ rằng là đây sẽ là một cái đề mà chúng ta tổng hợp được rất là nhiều thứ ở đây. Ngày hôm nay hãy cùng với chị tìm sự linh hoạt ở trong việc viết mở bài dựa vào cái phần mà chúng ta học về tác giả và những cái kiến thức mà chúng ta đã có về tác giả. Được không nào? Ổn chưa ạ? À ok, ổn rồi đúng không? Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đợi 100 bạn rồi chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Chị sẽ đổi một cái bút xịn xịn một tí, tại vì cái bút này nét nó hơi nhỏ và chị sợ là các bạn sẽ không nhìn được. Các em trong lúc đấy chị sẽ đợi khoảng 100 bạn vào và chúng ta sẽ đợi một chút xíu để chị lấy cái bút nhá. Cùng nhau mà. Các bạn ơi, sẵn sàng chưa? Được 100 bạn chưa nhở? Để bắt đầu luôn thôi. Được 100 bạn chưa? Được 100 bạn chưa nhở? Để chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nào. Cùng với nhau. Rồi, ok. 103 bạn. Start, bắt đầu. Các bạn nhìn này. Chị, trước khi mà chị làm cái phần mở bài mà sử dụng về tác giả ấy, thì bao giờ tôi cũng phải có một cái định hình trong đầu là gì? À, tác giả đó có những cái ý chính gì mà tôi sẽ sử dụng. Ok không? Ví dụ nhá. Thứ nhất, đối với người lái đò sông Đà, chị sẽ kẹp vào cái này nhá. Được không? Chị sẽ để cái đề bài này ra đây, để không ghi vào đây, sẽ lúc luôn để trên này. Được chưa? Để các bạn vào, các bạn sẽ theo dõi kịp. Đây là cái đề bài của chúng mình này. Trước tiên này, các bạn nhìn nhá. Thứ nhất, với Nguyễn Tuân, Người lái đò sông Đà là tác phẩm của Nguyễn Tuân mà, đúng không? Nhá. Người lái đò sông Đà chính là tác phẩm của Nguyễn Tuân. Ok chưa nào? Vậy thì Nguyễn Tuân ở đây tôi sẽ nhớ tới những cái gì đây? À, thứ nhất, đây là một người nghệ sĩ mang trong mình chữ Ngông. Đúng không ạ? Tài hoa, uyên bác. Đúng không ạ? Và gì nữa nhở? À, là người theo chủ nghĩa xê dịch. Và luôn tôn thờ cái đẹp. Ok chưa? Nhá, luôn tôn thờ cái đẹp, tài hoa uyên bác. Được không nào? À, chủ nghĩa xê dịch. Nào các bạn ơi, thêm cho chị những cái từ khóa vào đây nhá. Bởi vì nếu như mà các bạn thêm những cái từ khóa vào đây cùng với chị thì các em sẽ ngày hôm nay sau khi mà học xong, các bạn sẽ có một cái bảng thống kê về tác giả luôn. Như vậy cũng rất là hữu ích, được không ạ? Nên là các bạn sẽ cùng góp ý với chị nhá. Rồi, chính xác. Độc đáo. Đúng không ạ? Ngông nghênh kiêu bạc, tài hoa uyên bác, chủ nghĩa xê dịch, tôn thờ cái đẹp và vô cùng độc đáo trong những sáng tác của mình. Đó chính là những từ mà chúng ta có thể tìm hiểu và chúng ta sẽ ghi nhớ khi mà nhắc tới Nguyễn Tuân, phải không nào? Đúng chưa? Ok chưa? Nhá. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng như thế nào đây? Bây giờ đây là đây nhá, bên này là tác giả này. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ viết sang cái phần mở bài. Thì mình sẽ sử dụng như thế nào? À thì đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau này. Các bạn nhìn này. Thứ nhất, khi mà sử dụng tác giả thì thường bao giờ tôi cũng sẽ lựa chọn cái cách viết đó chính là trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Được không? Nguyễn Tuân được biết tới
Nguyễn Tuân được biết tới. Được không? Với hình ảnh của người nghệ sĩ mang trong mình vẻ đẹp ngông nghênh kiêu bạc, ngông nghênh kiêu bạc đó, tài hoa uyên bác. Ok chưa nhá? Được không nào? Cả cuộc đời của mình, cả cuộc đời của mình, được không? Khi cầm bút Nguyễn Tuân luôn trăn trở suy tư về cái đẹp mà ông khám phá được, trên hành trình theo đuổi chủ nghĩa xê dịch của mình. Theo đuổi chủ nghĩa xê dịch của mình. Ok không? Sau đó chúng ta sẽ vào tác phẩm luôn. Được không ạ? Nhá, sau đó chúng ta sẽ vào tác phẩm luôn. Và một trong số những tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Tuân. Được không? Là Người lái đò sông Đà. Được không ạ? Sau đó dẫn vào cái vấn đề mà chúng ta định đề cập. Ok chưa? Nhá, không dài tí nào em ơi. Không dài tí nào. Như thế này là rất là ngắn gọn rồi, không dài một tí nào cả, được chưa ạ? Dài thì chúng ta phải thêm nhận định, thêm thắt nhiều thứ, nhưng mà ở đây chỉ có vài dòng, em nhìn này, chị chỉ có khoảng bé tí thôi. Nếu như em viết vào tờ giấy thi thì ít nhất em phải viết được như này cơ. Hiểu chưa? Hiểu với chị không? Nhá, và đây chị chỉ có một cái khoảng giấy bé tí thôi, không dài đâu. Nhưng mà chị nghĩ là đối với những bạn nào mà hơi lười một chút xíu thì đây sẽ là một cái mở bài dài đấy. Được chưa ạ? Nhá. Hãy nhớ cái này giúp cho chị nha. Thì đấy là về Nguyễn Tuân. Các em có thể linh động sử dụng cái này, sử dụng cái khác đều được. Nhưng mà hãy nhớ giúp chị là gì? Hãy nhớ theo từ khóa. Để học về tác giả thì từ khóa là một trong những cái rất là quan trọng mà chúng ta nên học theo, để chúng ta có thể khắc sâu vào đầu. Ví dụ nhá, cứ ai mà hỏi chị về Nguyễn Tuân thì chị sẽ nói rằng là à, mọi người đang nhắc tới Nguyễn Tuân à? Đó là hình ảnh của một người nghệ sĩ được đánh giá trong nền văn học Việt Nam hiện đại là một người nghệ sĩ rất là độc đáo và đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là Nguyễn Tuân cả cuộc đời cầm bút của mình lúc nào cũng theo đuổi cái đẹp. Và viết về cái đẹp, đối với ông thì viết về cái đẹp, ông phải có một cái sự trải nghiệm về cái đó thì ông đưa vào. Đó là lý do tại sao mà Nguyễn Tuân được coi là nhà văn của vực sâu, của thác dữ, của những phong cảnh tuyệt mỹ. Và Nguyễn Tuân ở trong nền văn học Việt Nam hiện đại cũng là một người đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc sáng tạo những cái từ ngữ mới để đưa vào trong tác phẩm của mình. Có lẽ chính bởi sáng tạo ra những từ ngữ mới như vậy, thế nên Nguyễn Tuân mới trở thành một nhà văn mà khiến cho rất là nhiều bạn đọc, đặc biệt là học sinh chúng ta đau đầu. Tại vì sao lại đau đầu? Là bởi vì văn chương của Nguyễn Tuân nếu như mà chỉ đọc qua sơ lược thì sẽ thấy rất là khó. Bởi vì đó là một cái thứ văn chương được tổng hợp từ rất là nhiều những cái nguồn kiến thức thuộc các lĩnh vực khác nhau. Đọc Sông Đà thôi là các bạn đã thấy rồi. Nào thì có gì ạ? Điện ảnh này, nào thì có võ thuật này, thể thao này, đúng không? Địa lý, lịch sử, rất là nhiều những cái luồng thông tin đã được đưa vào.
được chưa? Thế nên là các bạn có thể nhớ theo cái keyword như vậy, được không ạ? Nhớ tác giả, không chỉ tác giả đâu, mà sau này khi học về tác phẩm, nếu như có keyword học thì các bạn sẽ dễ dàng học hơn rất là nhiều đấy, được chưa? Thế nên là chị hy vọng là các bạn có thể chủ động trong cái việc học về tác giả của mình nhá, được không nào? Rồi, thì đấy là về Nguyễn Tuân. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về thứ hai, vợ nhặt. Đó chính là nhà văn Kim Lân, được không ạ? Nếu như để nói về nhà văn Kim Lân thì có lẽ là tôi sẽ phải dùng một cái cụm từ, đó chính là đây là một trong những nhà văn mà ghi cái dấu ấn với bạn đọc bằng cái sự nỗ lực của bản thân mình, được không ạ? Là một nhà văn mà cực kỳ là nỗ lực. Đợi chị một chút nhé, chị xoay một tí. Cái này được hơn không ta? Đây, chị không viết được. Chị cứ cảm giác nó hơi bị lệch ấy. Đây, ok. Rồi ổn hơn rồi, chị cho gần lại nhé. Thì nói về Kim Lân ấy, bao giờ tôi cũng sẽ nói về hình ảnh của một người nghệ sĩ. Đây là một tấm gương về ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống, được không ạ? Đây cũng là một nhà văn thường viết về đề tài, đó là nông thôn. Được không ạ? Nông dân. Được không nào? Nhá. À, ở đây chị có thấy một bạn đưa ra một cái nhận định rất là hay của giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh khi mà nói về Nguyễn Tuân. Chị sẽ đọc cho các bạn nghe như thế này. Hạt nhân của phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân có thể ngắn gọn trong một chữ ngông. Cái ngông vừa có màu sắc cổ điển, kế thừa truyền thống tài hoa, bất đắc chí của Nguyễn Khuyến, Tú Xương Tản Đà, và trực tiếp hơn là cụ Tú La, thân sinh nhà văn. À rồi, ok. Rồi, được không ạ? Đây là một cái tác giả mà chúng ta nếu như dành thời gian để tìm hiểu thì sẽ thấy rất là hay, phải không ạ? Thật ra thì chị nghĩ là mỗi tác giả đều ghi dấu ấn trong lòng các bạn với như một cái ấn tượng riêng, chứ không phải là riêng gì Nguyễn Tuân hay là Kim Lân đâu, được chưa ạ? Rồi, tiếp tục này. Chúng ta thấy đây là một nhà văn như thế nào nhỉ? À, có một cái giọng văn rất là đôn hậu, gần gũi. Và chúng ta thấy rằng là những cái tác phẩm của Kim Lân ấy thì đều gửi gắm cái gì ạ? Niềm tin và sự lạc quan. Có thể là vì cuộc đời của nhà văn này cũng đã phải trải qua rất là nhiều những cái khó khăn. Chính vì vậy mà sau những cái khó khăn như vậy, Kim Lân hiểu được rằng là trong cuộc sống này đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, đứng giữa ranh giới của lùi bước hoặc là tiến lên, thì nếu như cho Kim Lân lựa chọn, Kim Lân luôn để cho những hình ảnh nhân vật của mình, hình tượng những nhân vật của mình hãy tiến về phía trước với tràn đầy niềm tin và hy vọng. Và chị cũng nghĩ rằng là những cái câu chuyện, những cái bài học mà chúng ta rút ra được từ những tác phẩm của Kim Lân là những cái câu chuyện hết sức là ý nghĩa, mà chị mong muốn là các bạn học văn, các em sẽ thấy rằng nó rất gần gũi với cuộc đời. Và việc học văn sẽ giúp cho chúng ta có đủ cái sức mạnh về tinh thần để nếu như gặp phải những cái khó khăn, thử thách thì các bạn cũng sẽ thật can đảm tiến về phía trước, các em nhá, được không nào? Thì đây là đối với Kim Lân. Ok chưa? Chúng ta hoàn toàn có thể viết một cái mở bài về Kim Lân, được không ạ? Cũng lấy cái câu là gì ạ? Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, trong nền văn học Việt Nam hiện đại, được không? Có một nhà văn, chúng ta thay đổi một chút xíu nhé. Có một nhà văn, được không ạ? Nguyện một lòng đi về với đất. Nguyện một lòng đi về với đất. Với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn.
nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Được không? Được không nào? Không những vậy, không những vậy, nhà văn ấy còn mang trong mình là hình ảnh của con người đầy sức mạnh, với ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc đời, với ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc đời. Không ai khác, đó chính là Kim Lân. Đó chính là Kim Lân. Được không? Sau đó chúng ta có thể viết tiếp. Sáng tác ở nhiều thể loại. Nhưng thành công nhất trong sự nghiệp cầm bút của tác giả này, trong sự nghiệp cầm bút, trong sự nghiệp cầm bút của tác giả này, chính là chuyện ngắn và Vợ Nhặt, được không ạ? Vợ Nhặt, được không? Là một trong số những thiên truyện thể hiện tài năng sáng tác của nhà văn Kim Lân. Ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ trích vào cái vấn đề mà chúng ta cần làm sáng tỏ và cần phân tích là gì. Các em có hiểu cách làm không ạ? Nhá. Được chưa? Các em có hiểu không? Chị sẽ thêm một cái ở đây, đó chính là sở trường là thể loại truyện ngắn nhá. Các bạn ơi, các em có hiểu về cách làm không? Chị nghĩ là nó rất là dễ để viết và cực kỳ là linh hoạt. Chúng ta có thể sử dụng một ý, hai ý, một từ khóa, hai từ khóa, ba từ khóa, bốn từ khóa, năm từ khóa, miễn là chúng ta đưa vào một cách hợp lý. Ok chưa ạ? Rồi nhá. Được không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tác giả số 3, đó chính là nhà văn Tô Hoài. Được không ạ? Nên đưa phần giới thiệu tác giả vào thân bài thì hay hơn ạ. Tất nhiên rồi, không phải là ý là đưa vào phần nào thì hay hơn, mà chị nghĩ rằng là thật ra mở bài bằng tác giả cũng là một cái cách rất là hay để chúng ta có thể biểu hiện được cái sự hiểu biết của mình. Còn một lát nữa, những cái phần còn lại chúng ta vẫn đưa vào phần thân bài bình thường nhá. Còn tất nhiên là ở phần mở bài thì chị vẫn khuyến khích các bạn là hãy sáng tạo nhiều hơn. Chúng mình dựa vào những cái nhận định này, chúng mình dựa vào những cái ý khác để chúng mình viết, được không? Nhưng mà đây vẫn là một cái cách an toàn và một cái cách các bạn thường sử dụng nhất. Ok chưa nào? Rồi Tô Hoài nào. Chúng ta sẽ có Tô Hoài là gì nhỉ các bạn nhỉ? Tô Hoài là gì? Nào, có những cái thông tin gì về Tô Hoài nào? Nói cho chị biết nào. Tô Hoài là gì nhở? À, là một nhà văn có sở trường là gì? Đề tài nào? Viết cho thiếu nhi. Đúng không? Viết về đề tài người lao động. Người lao động ở đây thì có những người lao động ở ngoại thành Hà Nội và người lao động ở miền núi cao Tây Bắc.
Ok chưa? Được chưa? Còn gì nữa không hả các bạn? À, Tô Hoài đối với rất là nhiều người nghệ sĩ khác thì là một nhà Hà Nội học bởi vì có cái vốn hiểu biết rất là rộng, được không ạ? Vốn hiểu biết phong phú. Lối kể chuyện có duyên. Và đặc biệt là có biệt tài miêu tả ngoại cảnh. Biệt tài miêu tả ngoại cảnh. Ok chưa ạ? Nhá. Chúng ta thấy rằng là Tô Hoài là một nhà văn rất là thành công trong cái việc là đã xây dựng được một cái không gian miền núi, một cái không khí miền núi ở trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của mình, phải không ạ? Và hãy nhớ rằng đây là một trong số những nhà văn có cái khối lượng tác phẩm rất là đồ sộ các em ạ. Ok không nào? Đây là một nhà văn mà có một cái khối lượng tác phẩm, khối lượng sáng tác cực kỳ là đồ sộ. Thế thì bây giờ đối với Tô Hoài thì chúng ta sẽ viết như thế nào đây? À, đối với nhà văn Tô Hoài, chị sẽ lựa chọn một cái cách viết khác. Đó là chị không ôm đồm nhiều thứ nữa, mà chị sẽ chỉ lựa chọn một cái khía cạnh nhỏ để chị viết vào thôi. Được không ạ? Thì chị sẽ chọn khía cạnh là đã có một cái tác phẩm làm nên tên tuổi của nhà văn Tô Hoài, đó chính là Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Và không biết từ bao giờ thì Dế Mèn Phiêu Lưu Ký đã trở thành một trong những cái gì ạ? À, một trong những cái sáng tác, một trong những cái cuốn sách gối đầu của rất là nhiều những cái thế hệ sau này. Đúng không? Thế nên là chị cũng muốn là có thể sử dụng một cái tác phẩm đấy. Được không ạ? Được không? Chị muốn là sử tác phẩm đấy để bắt đầu cái phần mở. Các bạn thấy là nếu như mà chúng mình linh hoạt thì chúng mình sẽ viết được rất là nhiều những cái mở bài khác, được cô ok chưa? Rồi mở bài như sau. Tô Hoài. Không biết từ bao giờ. Không biết từ bao giờ. Tên của tác giả này lại trở lên, lại trở nên gần gũi thân thương với bạn đọc nhiều thế hệ như vậy, nhiều thế hệ như vậy. Được không ạ? Nhiều thế hệ. Ghi dấu ấn đầu tiên. Ghi dấu ấn đầu tiên. Trong sự nghiệp cầm của mình. Với Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Phiêu Lưu Ký. Tô Hoài đã không để bạn đọc thất vọng. Không để bạn đọc thất vọng. Khi tiếp tục lao động sáng tạo không ngừng nghỉ. Khi tiếp tục lao động sáng tạo không ngừng nghỉ. Được không? Truyện ngắn Vợ chồng A Phủ.
chính là một trong những thành quả đẹp của quá trình lao động miệt mài như vậy. Được không? Sau mình sẽ dẫn vào cái vấn đề chính mà chúng ta đang cần phân tích là gì. Ok không? Các bạn ơi, được không nào? À, sổ tay văn học của chị. À, hôm vừa rồi thì cũng có một cái bạn hỏi chị là như thế này. Đây, đợi chị một chút xíu, chị sẽ cho các em xem là nhiều bạn hỏi chị là chị ơi, ở trong sổ tay văn học của chị ấy có một cái phần là phần từ khóa. Vậy thì em sẽ phải học cái phần từ khóa đấy như thế nào? Thì chị cũng muốn nói giải trình với các bạn luôn để cho các bạn đỡ phân vân. Được chưa? Đây, ví dụ đây. Đây. Sông Đà. Từ khóa ghi nhớ này. Sông Đà 1960, chuyến đi thực tế 1958. Được không ạ? Phong cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ và chất vàng 10 trong tâm hồn của con người. Có nhiều bạn thì hỏi chị là chị ơi, em cần phải làm như thế nào để có thể ghi nhớ được những cái như thế này và những cái này có tác dụng như thế nào? Các em nhìn này, bao giờ chị cũng sẽ học văn theo cách là chị có các cái từ khóa như vậy để chị từ đó chị tự diễn giải theo ý của mình. Như vậy thì chúng ta và đó cũng là một trong những cái yếu tố để cho chúng ta có thể khắc ghi nó vào trong đầu mà chúng ta sẽ không bị quên đấy. Ví dụ nhá, Sông Đà là một trong những tùy bút được rút ra. À, Người lái đò Sông Đà là một trong những cái tác phẩm thuộc cái tập tùy bút Sông Đà được in xuất bản, in lần đầu tiên vào năm 1960. Đây là thành quả đẹp của một chuyến đi thực tế vào năm 1958 của nhà văn Nguyễn Tuân tới với mảnh đất Tây Bắc. Khi chứng kiến phong cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ ở đây thì Nguyễn Tuân đã không ngừng tìm tòi và sáng tạo, sau đó đã viết nên tác phẩm Người lái đò Sông Đà. Và ở trong cái tác phẩm này, bên cạnh nhìn ra những cái vẻ đẹp về thiên nhiên thì Nguyễn Tuân còn giúp người đọc cái chất vàng 10 trong tâm hồn con người nơi đây. Hiểu chị không? Thì cách chị học là như vậy. Có nghĩa là chị sau đó chị nhìn lại và chị dựa vào từ khóa để như vậy thì sẽ rất là nhanh. Chị nói thật với các em là nếu như mà các bạn vậy thì sẽ rất là nhanh đấy. Thực sự luôn. Rất là nhanh luôn. Ở trong này có nhiều cái cách để dễ nhớ lắm. Có nhiều cách để nhớ lắm. Phải là chị ơi, tại sao chị làm thế để làm gì? Ngày hôm nay thì đã tìm được cái câu trả lời rồi nhá. Được chưa? À, ở này thì cũng có những cái bài mẫu để các bạn có thể tham khảo. Và thêm một cái khái nữa khá là hay ho, đó chính là chúng mình sẽ nhìn thấy ở đây này. Đó là chúng ta có một cái mã QR, mã QR ấy. Được không ạ? À, chắc là bộ cũ rồi Thẩm Dũng ạ. Ờ, thế chắc là bộ cũ rồi. Bộ mới này thì sẽ có đấy. Bộ mới này thì sẽ có hai cái mã này. Chúng ta có thể quét được những cái lời giải, những đáp án và cả audio văn xuôi ở trong này nữa. Được chưa? Nhá. Hãy nhớ giúp cho chị nha. Được không nào? Hãy nhớ giúp cho chị nhá. Thì ở trong này có rất là nhiều thứ hay ho để chúng ta có thể đọc được. Ờ, đây. Rất là xinh xẻo và rất là dễ mang theo nữa. Bởi vì nó chỉ là khổ A5 thôi. Nhìn nó đáng yêu, xinh xắn lắm. Các em có thể mang theo nữa. Và chị nghĩ đây cũng là một cái bộ sách may mắn nữa. Bởi vì chị nghĩ là năm vừa rồi ấy, thì có rất là nhiều bạn đã sử dụng bộ sổ tay văn học của chị và đã cảm thấy cực kỳ là may mắn với bộ sổ tay văn học này. Nên chị nghĩ là đây sẽ là sự lựa chọn tốt cho các bạn. Chưa? Rồi, thì bây giờ chị sẽ tiếp tục nói về một cái tác giả nữa. Được không ạ? Tác giả tiếp theo mà chị muốn nói với các bạn và chị sẽ diễn giải cho các bạn khác để các em có thể viết khi mà chúng ta dựa vào tác giả. Đó chính là tác giả Lưu Quang Vũ. Số 4. Và một tác giả nữa, đó chính là Nguyễn Châu. Ok chưa? Nhá. Các bạn ơi, khi mà nói về nhà thơ Lưu Quang Vũ ấy, thì bản thân của chị rất là nhớ một cái rất là hay của Lưu Quang Vũ như thế này. Đó là bài thơ tự sự có những vần như sau. Dù trong con sông vẫn chảy, dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh, dù người phàm tục hay kẻ tu hành, đều phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó, sao ta không tròn ngay từ trong tâm. Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm, những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng.
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, chắc gì ta đã nhận ra ta. Ai trong đời cũng có thể tiến xa, nếu có khả năng tự mình đứng dậy. Và có hai câu thơ rất là hay. Khi mà nhắc tới Lưu Quang Vũ thì đây là hai câu thơ cực kỳ nổi tiếng mà chị cũng muốn là cơ bản sẽ lưu ý giúp cho chị, và chị sẽ sử dụng hai câu thơ này để viết mở bài. Đó chính là: hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy, đâu chỉ dành cho một riêng ai. Được không ạ? Chị sẽ không lấy thông tin nữa, mà chị sẽ lấy hai câu thơ này. Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy, cũng như bầu trời này vậy, đâu chỉ dành cho một riêng ai. Đâu chỉ dành cho một riêng ai. Được không? Chị sẽ dùng cái này nhá. Chị sẽ dùng cái này. Ok chưa? Dùng cái này để mở bài. Vậy thì theo các em, với cái này thì chị có thể mở bài kiểu gì? Chị có thể mở bài như thế nào đây? Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy, đâu chỉ dành cho một riêng ai. Vâng. Hạnh phúc. Hạnh phúc to lớn, hạnh phúc thật to lớn biết bao. Hạnh phúc thật to lớn biết bao. Những vần thơ giúp chúng ta càng thêm trân trọng và cảm phục trái tim của nhà thơ trên sân khấu. Nhà thơ trên sân khấu, Lưu Quang Vũ. Được không? 40 năm trong cuộc đời, 40 năm trong cuộc đời, Lưu Quang Vũ đã làm việc không mệt mỏi, đã làm việc, lao động, sáng tạo nghệ thuật, sáng tạo nghệ thuật không mệt mỏi. Và chính những nỗ lực ấy đã giúp tác giả này ở lại trong cuộc đời với thật nhiều thế hệ. Ở lại với thật nhiều thế hệ. Được không? Ở lại với thật nhiều thế hệ. Đặc biệt thành công với thể loại kịch. Đặc biệt thành công với thể loại kịch. Hồn chương ba ra hàng thịt.
chúng ta có thể viết tiếp, đúng không? Chính là một trong những minh chứng tiêu biểu cho sự thành công này. Và sau đó dẫn vào vấn đề. Ok chưa? Nhá. Được không? Rồi, thì đấy là Lưu Quang Vũ, một cái cách viết khác. Chị nghĩ là nó cũng khá là mới mẻ. Bây giờ tôi không còn phải nhớ những cái từ khóa mệt mỏi nữa, mà tôi nhớ bằng việc là tôi nhớ về một cái tác phẩm của người nghệ sĩ đó đã từng viết. Ok chưa ạ? Nhá. Vậy thì với Nguyễn Minh Châu thì sao? Đối với Nguyễn Minh Châu thì chị lại dùng một cái câu mà Nguyễn Minh Châu viết, đó là văn học và đời sống là những đường tròn đồng tâm. Mà tâm điểm chính là con người. Ok chưa? Đây là cách mà chúng ta có thể sử dụng. Ok chưa ạ? Thì chúng ta sẽ mở bài bằng cách là nhà văn Nguyễn Minh Châu đã từng viết, từng quan điểm: văn học và đời sống là những đường tròn đồng tâm và tâm điểm chính là con người. Đúng không ạ? Quả thực là như vậy. Quả thực là như vậy. Được không? Nguyễn Minh Châu đã lấy... Nguyễn Minh Châu đã dùng chất liệu cuộc sống để đưa vào trong những tác phẩm của mình. Từ đó để lại những bài học và thông điệp nhân văn vô cùng sâu sắc. Thông điệp nhân văn vô cùng sâu sắc. Ok chưa? Sau đó, chuyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa, được không? Là một trong số những sáng tác tiêu biểu của người nghệ sĩ này, được không ạ? Đề cập tới những phương diện mới mẻ của cuộc đời và trong giai đoạn thời kỳ đổi mới. Và để lại ấn tượng nhiều nhất là hình tượng người đàn bà hàng chài mang trong mình những vẻ đẹp khuất lấp chẳng hạn. Ok chưa? Nhá. Thì đấy cũng là một cái cách, các em thấy không ạ? Chị rất là đa dạng trong cách viết nhá. Đúng không? Chị rất là đa dạng trong cách viết. Chúng ta có thể thấy rằng là từ cái phần này chúng ta có thể rút ra là thì ra bố cục của phần mở bài bao giờ tôi cũng sẽ phải quan tâm. Nó bằng phần dẫn dắt cộng với phần đặt vấn đề. Và tôi thấy thật là hay khi mà trong phần dẫn dắt này, nếu như tôi đi từ tác giả thì không nhất thì tôi có thể đi từ rất là nhiều cách. Thứ nhất, tôi có thể nhớ những cái thông tin về tác giả. Thông tin ở đây thì chúng ta có những cái thông tin về gì nhỉ? Về cuộc đời riêng, đúng không? Hoặc là về phong cách nghệ thuật. Ok chưa? Hay nói cách khác, đây là cái sự nghiệp sáng tác đấy, được không ạ? Hoặc là tôi có thể nhớ về một cái gì ạ? Một cái câu trong tác phẩm của tác giả đó, được không? Một đến hai câu ấn tượng. Đúng chưa nào? Hoặc là tôi sẽ nhớ về cái gì nhỉ? Tôi sẽ nhớ về cái nhận định, cái quan điểm của tác giả đó nêu ra về văn học, bởi vì đó cũng là một cái rất là hay để chúng ta có thể bắt đầu. Được không nào? Nhá, ok chưa? Thì đó sẽ là cái phần kiến thức mà ngày hôm nay chị muốn hướng dẫn cho các bạn. Chị tin rằng là với cái phần hướng dẫn vừa rồi của chị khá là tỉ mỉ như vậy thì các em cũng đã có được rất là nhiều những cái thông tin thú vị rồi. Và nếu như mà các em yêu thích cái phần phát trực tiếp này, các bạn có thể lại để lại comment thật là nhiều ở đây và chia sẻ thật là nhiều cho chị, để một lát nữa chị có thể sẽ chụp lại cái này và chị đăng lên để cho các bạn có thể có được cái tài liệu để các bạn học thêm nhá. Ok chưa nào?
Chúng ta đã bắt đầu trở lại với tuần học mới rồi, đúng không? Có rất là nhiều những thứ tốt đẹp đang chờ đợi các bạn phía trước, thế nên chị không muốn là các bạn của chị dừng bước, được không ạ? Chị không muốn là các bạn của chị dừng bước, mà chị muốn là các bạn sẽ cố gắng để tiến về phía trước chứ không phải dừng bước. Chúng ta quay trở lại học hành rồi, hãy cố gắng tập trung hơn nhá. Ok chưa? Nhá. Rồi, còn ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm thời dừng lại tại đây với rất là nhiều những cái phần thú vị mà chị đã chia sẻ với các bạn rồi. Chúc các em sẽ học văn thật là tốt. Mà nếu như mà học văn chưa tốt ấy, thì nhanh nhanh chóng chóng gặp team chị Hiên nhá. Được không nào? Rồi, ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye.